Như quý vị cũng biết là trong cái ngày lễ độc lập Hoa Kỳ July 4 tại Việt Nam thì ở tại Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng như là Tòa Tổng lãnh sự ở tại Sài Gòn cũng có những cái bông hoa chúc mừng của tất cả các nơi và nhất là những cái doanh nghiệp đang đầu tư làm ăn ở tại Việt Nam. Chúng tôi mời quý vị và các anh chị theo dõi những cái hình ảnh trong một cái buổi tiệc chào mừng lễ độc lập Hoa Kỳ. Kính thưa bà Nguyễn Thị Ngọc Phương, kính thưa Quốc Hùng, kính thưa Nguyễn Vương Thư, tôi rất vui mừng có mặt hôm nay và tôi xin cảm ơn liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức và mời chúng tôi tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn liên hiệp đã tiếp tục các hoạt động nhằm tăng cường mối liên kết giữa hai quốc gia, giao tiếp trực tiếp giữa nhân dân hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đang phát triển hơn bao giờ hết. Ngày càng có nhiều người Mỹ, cộng cả người Mỹ gốc Việt và người Mỹ khác đến thăm Việt Nam. Số người Việt Nam du lịch vào Mỹ cũng ngày một càng gia tăng. Hiện nay Việt Nam đang xếp thứ 8 trên toàn thế giới về số thường du học sinh đang theo học tại các trung cao đẳng và đại học của Hoa Kỳ. Ở Việt Nam ngày nay chuyện du học tưởng là bình thường theo lời của ông đại sứ và lãnh sự Hoa Kỳ. Thực tế tìm được cho con em mình một vé để đi du học, lương 3 đồng 3 cọc của hai vợ chồng công nhân viên chức bình thường thì chuyện cho con mình đi du học có lẽ là chuyện không tưởng. Nhưng mà dẫu sao thì văn minh nước Mỹ vẫn là điều mà người ta quan tâm, mong mỏi để con em mình thạch đạt nơi xứ người. Cho đến bao giờ thì các bậc phụ huynh tại Việt Nam mới yên tâm và hãnh diện khi mà cho con em của mình được học hành thật sự đến nơi, đến chốn trên quê hương. Thêm một trang nhật ký truyền hình với SBC.